chuyện không lâu rồi. Như một tiếng kinh phục. Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn. Hơn nếu mong đẹp có thể thôi, chỉ hãy giữ lại một giây giây. Cái này lâu lắm, cộng thêm 55 hay 30 á. Cơn mộng giữa xa. Hay là em nhớ em. Sao các anh cô không? Làm bỏ ai vậy?